khác, nhưng mà u vàng khi mà mình bắt ra nó sẽ hợp, cái điện nó vô phương mai nó sẽ hợp chữ luôn. Quá trời chữ ốc luôn. Chữ ốc là giá hiện tại giờ là bao nhiêu một ký? 400 ngàn một ký. Nè, nó đang đẻ nè các bạn. Rồi, mến chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang ở phía sau khu vườn nhà mình các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mô hình nuôi ốc bu đen ở nhà mình nha các bạn. Thì đây là cái mô hình nuôi ốc tại nhà nha. Đây là những cái mùng ốc đó, bên đó là mùng ốc con. Đây là cái mùng ếch để mình nuôi bèo nha các bạn. Đây có mang ếch nè. Ếch này là ếch nuôi nha đó, đang ngồi trên mấy cái ngồi trên mấy miếng mút. Ếch con là con ếch to to không các bạn. Chỉ mình nuôi mấy con để mình ăn đó, nặng nè. Nhảy chưa nè. Hôm nay chủ yếu nuôi bồng ha, nuôi bèo ha. Đây là bèo cám ở quê mình nha các bạn. Bèo này dùng để cho cá ăn. Nó có một con ếch nó đang lú cái đầu lên nè. Nên mình phóng to cho các bạn xem nha. Đó. Nó đằng kia thì nó ngồi trên cái miếng mút nhiều lắm. Đây là chỗ nuôi bèo, nuôi mèo ha. Bên kia là mùng ốc con các bạn, mùng ốc giống á. Còn cái mùng đỏ đỏ bên kia là mùng ốc ốc đẻ. Mình quay lại, mình quay cho các bạn xem. Lù, đây là con mít con lù nhà mình đang ra sau vườn. Bên đây là cái đè của mình nhé. Cái mùng ốc này á là của ông anh mình nuôi. Đó. Thì chung là nuôi cũng số lượng cũng nhiều các bạn. Ốc bên đây là ốc nái nè, ốc mà ốc giống á để mình để trứng. Hay có làm mấy cái ô để trứng. Ốc có đẻ. Còn bên đây là ốc con nha. Nó đang ăn nè. Ăn rất nhiều để mình lội xuống mình quay cho các bạn xem. Nó đang ăn nha. Còn đây là mít nha. Mít đổ vô cho ốc nó ăn nè. Đây là những cái ốc dốc này các bạn. Ốc này thì nó sẽ lên đây nó đẻ. Thả nó bèo vô, nhiều ốc lắm các bạn. Đây là nuôi trong cái bạc nha các bạn, bạc ni lông. Bên dưới là một cái đáy nó là lưới. Ốc nó siêu dây đang đẻ nè, đây mình quay trứng ốc cho các bạn xem nha. Đó, trứng ốc nè. Đó, chứ đây trứng ốc bên đây nhiều lắm. Bên đây cũng nhiều nữa nè. Đó. Trứng ốc nè. Bây giờ ông anh mình sẽ xuống lấy trứng ốc mình đem vô. Số trứng lấy hôm trước nè. Đó, mình sẽ để nó khô lại. Khô lại để mình đem mình ấp ra cái ốc giống bên đây ha. Đây lấy khéo nha các bạn, nếu không là nó sẽ bị hư. Trứng này có trứng nhỏ. Là mình sẽ làm một cái ô lục bình như thế này ha. Ngày 2 ngày, lấy 2 ngày đó ha. Này, trứng này tại ốc này là ốc nhỏ nên trứng không có nhiều ha. Ốc còn tơ, trứng nó nhỏ nhỏ mà. Nhà Nhi, con cầm Nhi. Cầm cái cha Nhi. Cầm cái cha để vô. Ở đây nè, đây là những ốc giống nha các bạn. Đây là ốc bu đen nha. Đó. Ốc bu đen thì cái miệng nó sẽ bằng, em có ốc bu vàng thì nó khác nha các bạn. Ốc bu vàng khi mà mình bắt lên nó sẽ hợp, cái miệng nó vô, cái mai nó sẽ hợp chứ luôn. Đó, ốc bu. Đây là cái đìa cá mình nuôi ăn các bạn. Có cá chép, cá hường, cá dồ đủ thứ hết.
hai ngày lấy lần ha anh ba? Ngày. Ngày lấy lần hả? Chưa chưa mình lấy ha, lấy đem vô ấp ha. Ừ. Thả ba cái mời đọt mì xuống cho nó ăn các bạn. Này là những cái bèo thị trường nó đều cho nó ăn nè, nó ăn luôn và cái mít với mình thả vô cho nó ăn ha. Thì chủ yếu thức ăn là thức ăn tự nhiên với bạn trong vườn của mình á, là những cái mít nè, mít chín đây, là những cái mít chín nè đó, mình sẽ cắt ra mình thả vô cho ốc ăn ha. Có cái dây đó là dây gì anh ba? Bình bát hả? Bình bát này nó có khoái ăn lắm hả? Thả bình bát vô cho ốc con ăn các bạn. Nó nặng luôn, nó đang giỡn. Mình sẽ làm một cái ô như thế này ha. Thì để lục bình vô, khi mà ốc nó sẽ vô đây nó đẻ xong mình chỉ nhiệm vụ mình là thu hoạch thôi các bạn. Thu hoạch đem vô mình sẽ ấp. Đây, ngay lấy cũng nhiều rồi nè. Trời, trứng ốc luôn. Đó, trứng ốc bu đen có màu trắng nha, ốc bu vàng có màu hồng hồng. Bèo cám này thì cá nó rất thích ăn nha, thả ngoài đi một chút là rồi không còn miếng luôn. Này bên đó ốc con quá trời luôn. Mà đây con ốc, đây có một con ốc, đây mình bắt, con này ốc bu luôn nè, ốc bu ngoài đèn nè, bắt, nó bò nè, này sao thấy vô, ra đè ra đè nó có đẻ ngoài đè không? Vô bờ đẻ, vô bờ đẻ thì nó đẻ không có đà, ốc không có đà. À. Quá trời trứng ốc luôn. Trứng ốc này giá hiện tại giờ là nó bao nhiêu một ký? 400 ngàn một ký trứng ốc nha. Nếu mình không đem vô mình ấp á thì mình có thể mình bán cũng được, bán lại cho mấy cái đại lý nuôi ốc nha các bạn, cái trại ốc giống á. Mình sẽ làm một cái hộp bình như này mình bao nè các bạn. Đó. Bên dưới là ốc dữ lắm luôn á. Đây để mình quay một con ốc đang đẻ cho các bạn xem. Giờ thì đau đầu. Đó. Này nó đang có một con đang đẻ càng gấp là chứ. Có bu đen đang lên nè các bạn. Còn đang đẻ nè, lưỡi ra đẻ kìa. Được. Đó. Còn đây nè. Nghe nha, con ốc bu đen nó đang đang đẻ luôn nè ha. Đây ha. Đây các bạn. Đây chỗ này là nhiều trứng ốc lắm nha. Giờ hôm nay mình đẻ đây một cái mớ rổ trứng ốc đem vô nhà ấp rồi các bạn. Để mình cho ra những cái con ốc con để mình nuôi tiếp. Nó đang đẻ nè các bạn. Đây ha, đây là con ốc nha, đây mình chỉ ngay tay mình nha các bạn. Đây là những cái ốc nó đang đeo ở ngoài nè, ngoài nó sẽ lên nó đẻ. Thức ăn của ốc chủ yếu là bèo nha các bạn. Hay là mít chín mình thả vô cho nó ăn. Đó. Đây các bạn, đây có mấy con ốc bự lắm nè. Đó, nó cặp. Cặp xong nó sẽ đẻ. Đó, anh này anh đẻ nãy giờ cũng gọn nè. Rồi,
Ok các bạn ơi, thì hiện tại nãy giờ mình đã quay cho các bạn xem những cái mùng ốc con bên đây ha. Và đây, bên đây là cái mùng ốc giống nha các bạn. Ốc để mình cho đẻ trứng á. Đẻ trứng mà mình làm những cái ô lục bình như thế này. Để mà ốc nó lên nó đẻ nha các bạn. Và mình sẽ thu hoạch trứng ốc. Sau đó mình sẽ đem vô, một là mình sẽ ấp ra những cái ốc con, hoặc là hai là mình sẽ đem lên bán những cái chỗ mà trang trại để mình nuôi ốc giống các bạn sản xuất á, mình bán. Đó. Rồi, bên đây là cái đồng ruộng phía sau vườn nhà mình ha. Thì còn vài ngày nữa là thu hoạch được các bạn. Đó. Rồi, chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video mình nha. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.